Chào anh chị, em Vinh đang có mặt tại trung tâm thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Và cái đường chúng ta, ở phía trước chúng ta đang đi đây, đây là gọi là cầu Liêm Chính. Và bên kia cầu thì đang làm cái nhịp 2, cái giai đoạn 2 của cầu Liêm Chính. Đây, cái đường này sẽ kết nối thẳng đến Go Hà Nam. Và đây là cái trục đường gọi là đường 68m, đường Điện Biên Phủ của thành phố Phủ Lý. Trục đường huyết mạch kết nối thẳng, gọi là đường vành đai kinh tế kết nối thẳng lên Đồng Văn. Và sẽ đi qua dự án Sun Urban City của chúng ta. Ở Hà Nam thì có một cái tin rất là vui, đó là ở đây thì không có hề bị ngập như các cái khu đô thị ở các cái vị trí ở các tỉnh khác đó. Đường rất là sạch, do là xung quanh thành phố Phủ Lý thì có đến 3 con sông, đó là sông Châu Giang, sông Đáy và sông Nhuệ, nên là cái việc ngập gần như là không xảy ra. Chúng ta đang ở bên khu vực phường Lam Hạ của thành phố Phủ Lý và bắt đầu cái tuyến đường gọi là đường 68m khi mà đi qua cầu Liêm Chính. Trời thì vừa mưa rất là to, và cái cơn mưa anh chị nhìn thấy ở phía trước ấy cũng rất là đen xì, tức là mưa từ giờ đến tối sẽ rất là to, và không hề bị ngập một chút nào cả. Đường rất là sạch sẽ, khô ráo. Và đây chắc cũng sẽ là một cái lý do để anh chị có thể quyết định đầu tư vào dự án Sun Urban City Hà Nam, một trong những cái thành phố thời đại của tập đoàn Sun Group phát triển tại Hà Nam. Đây là đèn đỏ ngã tư của đường 27m. Ở phía bên trái sẽ là khu gọi là khu nhà giàu Lam Hạ, còn bên phải là khu dân và đất 7%, trước đây sẽ là đất 7%. Khi mà làm cái đường này ấy, thì chính quyền họ đền cái đất 7% cho dân và nó nằm ở phía bên phải. Đó, cái ngã tư này chúng ta sẽ đi thẳng, đây gọi là trục đường Điện Biên Phủ rộng 68m anh chị ạ. Đó, khô ráo sạch sẽ, trời mưa rất to nhưng không có ngập. Chút nữa thì chúng ta sẽ di chuyển qua khu vực dự án. Và đây, Go Hà Nam sẽ nằm tại vị trí này. Đó, đối diện với công viên Con Cá. Tại sao gọi là công viên Con Cá? Vì nó nhìn từ trên cao nó sẽ hình con cá. Và Go Hà Nam sẽ đặt ở trục đường 68 này. Từ Go Hà Nam này ra đến khu vực dự án Sun Urban City thì chỉ ở đâu đó khoảng 300 đến khoảng 350m thôi anh chị ạ. Rất là gần, đi bộ được. Đây là cái bùng binh ở chỗ Go Hà Nam. Hôm nay thì em Vinh sẽ đi một vòng và nói sơ bộ về vị trí dự án Sun Urban City Hà Nam, cũng như là anh chị nào mà mua đô thị nhiều, anh chị sợ ngập ấy, thì ở đây là anh chị hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề ngập anh chị nhé. Và cũng cập nhật thêm một số thông tin mà anh chị có comment phản hồi trên YouTube, là cái giá đất nền tại quanh khu vực dự án thì sẽ như thế nào. Giá đất nền tiếp giáp gần nhất với dự án Sun Urban City đó là khu vực phường Lam Hạ, đất 7% của dân. Thì đất ở dân ở đây đang dao động loanh quanh khoảng 40 triệu một mét ở trong những cái đường phía trong. Còn những cái đường ngoài thì sẽ rơi khoảng 45 triệu một mét. Còn ở phía sau Go Hà Nam thì sẽ khoảng 50 đến 60 triệu một mét. Còn ở dự án mà tiếp giáp với dự án Sun Urban City Hà Nam, chúng ta có đất nền Osaka sẽ rơi vào khoảng từ 42 đến khoảng 46 triệu một mét. Tức là bán đất không. Còn cái trục đường chúng ta đang đi này, hai bên phải là khu đất 7% anh chị nhé, tiếp giáp gần nhất với dự án Sun Urban City, và bên trái sẽ là dự án Osaka Hà Nam. Đó. Thì cái giá đất nền ở đây nó đang ở khung, nó sẽ ở khung xung quanh khoảng 40 triệu một mét anh chị ạ. Chúng ta đang tính ở cái mức gọi là thấp nhất. Còn đất ở trên làng Quỳnh Chân cũng vậy thôi. Quỳnh Chân nếu mà cái mặt đường đất tái định cư, đất 7% ấy, thì giá nó sẽ khoảng từ 40 khoảng 45 triệu một mét. Còn các cái trục đường làng ở phía trong thì sẽ rơi vào khoảng 25-30. Còn đây là cái khu vực quảng trường sự kiện và lễ hội, thì chủ tư họ đang làm mặt bằng. Đại lộ này sẽ rộng 150m. Và đây chỉ là một cái đường này thôi anh chị, một cái đường đi thôi. Còn cái bề ngang của đại lộ rất là rộng. Và khu vực này thì sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào dịp ngày mùng 2 tháng 9 này. Nhiều anh chị cũng đã nắm được cái thông tin đấy rồi. Đó, đây chúng ta ở xung quanh đây. Đó, bên cạnh này thì đây là cái chiều cắt ngang, tức là cái bề rộng của cái trục đường đại lộ 150m này. Cái trục đường này nó rộng 150m, tính từ cái mép vỉa hè của phía đường bên này sang đến đường bên kia anh chị nhé, chứ không phải là cái lòng đường rộng 150m đâu, mà cái trục đường này sẽ rộng 150m. Nó giống như cái trục đường 68 ấy, chúng ta gọi là đường 68 vì tổng thể mặt đường vỉa hè và giải phân cách cứng là tổng diện tích mặt bằng ngang thì sẽ là 68m. Đây là bùng binh. Đối diện chúng ta đi vào thẳng bùng binh này thì sẽ là bên kia thì sẽ là khu vực
đang quây tôn đây, chúng ta đang đi thẳng vào dự án Sunurban City Hà Nam. Đây là trục đại lộ 150m, khu vực này đang thi công anh chị ạ. Đó, khu vực này là đang thi công đào sông. Và bên kia đường Lê Công Thanh cũng là đang thi công. Và anh chị có thể nhìn thấy trời mưa rất to. Vừa ấy mưa rất to nhưng không hề ngập. Mà cái sông này, cái sông hiện tại đã khá là đầy nước rồi. Đó, đây là cái sông này. Để em quay xe sang đây một chút để anh chị nhìn đó. Đây là cái sông này. Đó, cái sông đã khá đầy nước rồi. Còn những cái tòa nhà cao ở bên kia sông mà anh chị đang nhìn thấy, đó là các cái trung tâm như kiểu kho bạc nhà nước này, chi cục thuế, sở tài nguyên môi trường, tòa án, thì sẽ nằm ở bên đó. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục sang đến trục đường Lê Công Thanh anh chị ạ. Đi thẳng cái này chúng ta sẽ sang đến trục đường Lê Công Thanh. Thứ nhất là muốn nói với anh chị rằng tại Hà Nam, về riêng về cái khoản ngập lụt là gần như không bao giờ xảy ra. Vì xung quanh cái vị trí của thành phố Phủ Lý vô cùng đắc địa là được bao bọc bởi những con sông lớn và cái tỷ lệ thoát nước rất là cao. Gần như là ngay sau khi mưa là trời khô ráo sạch sẽ luôn. Đó. Đây là cái cổng vào đường này gọi là đường Nguyễn Văn Linh, còn cái đường chúng ta đi ra bây giờ gọi là đường Lê Công Thanh. Đó, bên kia thì sẽ là đường Lê Công Thanh. Đây chúng ta đi thẳng vào cổng dự án. Rất nhiều máy cầu tháp, bình thường sẽ không, chúng ta sẽ không lên vào cái khu vực thi công này. Đây này, lán kỹ thuật này. Máy cầu này. Hôm nay thì trời đang mưa và cái khung giờ này nó đang là khung giờ trưa anh chị ạ. Nên là đang ngừng thi công. Và khu vực này đang xúc sông ở phía dưới. Hiện tại thì chủ đầu tư chưa dán cái tên của dự án lên trên các khu vực cổng. Và không khuyến khích anh chị vào dự án đang thi công anh chị nhé. Chúng ta có thể đứng xem từ phía ngoài cũng được. Đó, đây là trục đường Lê Công Thanh. Đây gọi là cái phân khu 1 của thành phố thời đại Sunurban City mà chủ đầu tư sẽ ra hàng trong thời gian tới đây, trong tháng 9 tới đây. Và khu vực này thì anh chị nào quan tâm về các sản phẩm của Sunroof thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Đó. Đi thẳng đường này chúng ta sẽ lên đường Võ Nguyên Giáp và sẽ đi ra nhà thi đấu. Bây giờ em sẽ quay lại một chút. Thôi đi thẳng cũng được. Chúng ta sẽ đi thẳng đi. Chúng ta đi thẳng để đấy, đây là đường Lê Công Thanh kéo dài của thành phố Phủ Lý. Lê Công Thanh, đường quốc lộ 1 và đường 68m đại lộ Võ Nguyên Giáp thì chạy song song với nhau. Đến cái đoạn này thì Lê Công Thanh nó hơi cong một chút. Và Sunroof phát triển thành phố thời đại Sunurban City tại Hà Nam với cái khu đô thị mới nghỉ dưỡng Vendo được. Chúng ta có thể là một cái khu đô thị anh chị mua để ở cũng được, mua để nghỉ dưỡng cũng đều được. Chúng ta sẽ đi xuyên qua cái làng Quỳnh Trân ở phía giữa. Đi đường này nó sẽ hơi xa. Wow. Đó, chúng ta sẽ quay lại để đi vào cái đường ở phía này cho nó gần. Để chúng ta sang cái đường 68 anh chị ạ. Đó, nó có một cái đường cắt ngang như thế này. Đường này là đường cư dân hiện trạng. Ở trong này thì cái giá đất, nếu mà đất mặt đường ô tô thì nó sẽ rơi khoảng 30, khoảng 35 triệu một mét anh chị nhé. Còn các cái ngõ trong thì mình đơn giá nó sẽ thấp hơn, 20, 25, 30. Ở phía trong thì nó, cái đơn giá ở phía trong thì thường chúng ta cũng chả mua ở phía trong làm gì. Còn cái mặt hồ này thì đó sẽ khoảng 3-40 triệu một mét. Cái hồ này không giải tỏa anh chị ạ. Khu vực hồ này, dân ở đây rất là sướng, cái hồ to, rất là to. Cái làng này thì sẽ cắt ngang sang bên này thì sẽ là đường 68, ngõ kẹp giữa đường Lê Công Thanh và đường Điện Biên Phủ. Và dân ở lâu rồi, gọi là khu cư dân hiện trạng. Đó, ra ngoài này chúng ta sẽ ra đến đường 68 này.
sang bên kia thì sẽ sang Quỳnh Chân, làng Quỳnh Chân, phường Lam Hạ. Đây là cái đường sang ngang này, cắt ngang này, cắt ngang cái giải phân cách cứng của đường 68m. Đó, chúng ta đã ra đến đường 68 rồi anh chị nhé. Đó, đây là đường 68 và anh chị có thể để ý không ạ? Ở bên phía bên trái này chúng ta có thể thấy cái giải phân cách cứng ở giữa ấy. Cái cây không biết là do săn đúp hay là do phía chính quyền họ, phía tỉnh họ đã làm lại toàn bộ mặt bằng rồi. Ở trên này còn có xe múc nữa, chắc là cải tạo lại toàn bộ cảnh quan hay là mở rộng cái tuyến đường này, thì đó là một cái tin rất là vui. Đó, đây này, có xe cẩu xúc ở đây rồi, rất là vui. Và khu vực nhà thi đấu thì nó có hai đường, anh chị đi đường nào cũng được, rẽ phải ở đây cũng được mà đi thẳng cũng được. Đi thẳng sẽ là Võ Nguyên Giáp, còn rẽ phải này thì gọi là cái đường ở phía sau nhà thi đấu, nó không có tên, chưa có tên. Còn nhà mẫu căn hộ cao tầng thì sẽ được dự kiến khai trương vào ngày mùng 8 tháng 8 ở trong nhà thi đấu này anh chị nhé, ở bên phải chúng ta đây. Đi thẳng này thì sẽ lên đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội, dự kiến hoàn thiện vào năm 2027. Đó, đang bán tọa độ, đang lấy mốc cái này thì sẽ mở rộng đường rồi anh chị ạ. Một trong những cái, nếu mà phía chính quyền, phía Ủy ban Nhân dân tỉnh kết hợp với chủ tư săn đúp làm đẹp toàn bộ bộ mặt của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam thì là một trong những cái điều tuyệt vời nhất, kết hợp đồng hành cùng nhau. Còn đây là khu vực đường Võ Nguyên Giáp, bên phải là nhà thi đấu tỉnh anh chị ạ. Và sau này cái khu vực nhà thi đấu tỉnh thì chủ tư săn đúp sẽ làm lại toàn bộ cảnh quan, và đây sẽ trở thành công viên thể thao với quy mô là 22 hecta. Đó, rất là đẹp. Và với tổng thể dự án của săn đúp tại Hà Nam quy mô là 420 hecta thì với những công viên lớn như công viên săn gua 19,7 hecta, sấp xỉ 20 hecta, công viên thể thao 22 hecta và rất nhiều các công viên sinh thái khác ở trong dự án thì sẽ là một cái cú hích lớn cho cộng đồng cư dân, thúc đẩy những anh chị nào mà đang ở trong phố, đang ở trong không gian chật chội thì anh chị có thể lựa chọn căn nhà, chúng ta có thể chuyển ra sang bên Lam Hạ lại ở một khu đô thị mới hoàn toàn. Kiểu mẫu, đúng thực sự là kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Hà Nam. Đây, chúng ta đang đi ra khu vực nhà mẫu. Và đối diện với khu vực nhà mẫu anh chị nhé, là cái đất 7%. Đất 7% này thì hiện tại cái giá mà có khả năng giao dịch được thì nó sẽ rơi vào khoảng 42 đến khoảng 50 triệu một mét. Đó. Cập nhật giá đất nền để anh chị nào mà cần những thông tin gọi là ngoài lề về dự án Sun Urban City thì anh chị có thể tham khảo. Nên mà cái việc chủ đầu tư họ đưa ra giá thì theo thông tin mới nhất thì sẽ là đơn giá sẽ có, chủ tư họ sẽ xây hoàn thiện mặt ngoài 3,5 tầng nhưng mà trong đó sẽ xây thêm cái tầng hầm nữa anh chị ạ. Tất cả các sản phẩm thấp tầng tại Sun Urban City thì đều có tầng hầm. Và có tầng hầm thì chắc chắn là cái tổng giá bán sẽ cao hơn rồi. Và khu vực nhà mẫu thì chủ tư họ đã đóng cửa rồi anh chị ạ. Họ đã đóng cửa không cho vào rồi. Đó, đi cuối này thì chúng ta sẽ sang bên kia. Và cái điều ngắn gọn nhất ở trong clip này mình muốn nói tới anh chị, đó là ở Hà Nam không có bị ngập nước giống ở Hà Nội. Vì em Vinh cũng ở Hà Nội chục năm rồi và quyết định là về Hà Nam ở. Một là về dự án của Sun Group họ về, hai là ở Hà Nam là quê hương gốc của em Vinh nên là em Vinh sẽ về đây ạ. Đó, bên kia là nhà mẫu anh chị ạ. Đó, nhà mẫu. Còn nhà thi đấu thì chúng ta biết rồi, đây là đường Võ Nguyên Giáp. Cái đất ở bên này này gọi là đất 7%. Nó sẽ rơi vào khoảng 42 đến khoảng 45 triệu mét. Chúng ta đang tính ở cái mức giá thấp nhất anh chị nhé. Nên là cái việc chủ tư đưa ra cái giá bán của dự án Sun Urban City thì họ sẽ có một cái đội chuyên nghiên cứu thị trường và nghiên cứu rất là sâu về các cái giá bán của các cái sản phẩm tại thành phố Phủ Lý để đưa ra một cái giá bán hợp lý nhất với khách hàng, với người tiêu dùng. Đúng không ạ? Đó, nhà thi đấu rất đẹp. Anh chị có để ý không, nếu mà chúng ta ở những cái dự án đất nền ở phía ngoài ấy, nếu mà họ chôn cái cột điện nó nổi như vậy này thì rất là xấu. Nó rất là xấu về thẩm mỹ. Đúng không ạ? Đi cái đường hạ tầng
nổi này thì rất là thẩm mỹ và cảm giác nó không có mang tính chất thời đại. Thì sau này nếu mà anh chị có điều kiện thì chúng ta nên mua ở trong Sun Urban City Hà Nam. Và em Vinh cũng sẽ cố gắng mua một sản phẩm ở trong dự án để sau này có thể sẽ là căn nhà để ở hoặc là căn nhà để chúng ta kinh doanh. Cái điều đó thì có lẽ là sẽ không có gì khó cả nếu anh chị ủng hộ em các cái sản phẩm bất động sản tại Hà Nam thôi. Đây là trục đường Võ Nguyên Giáp. Đi thẳng Võ Nguyên Giáp thì chúng ta sẽ ra đến quốc lộ 1. Anh chị nào mà quê hương ở Nam Định, quê hương ở những cái tỉnh mà đi qua cái trục đường quốc lộ 1 này thì chắc chắn cái thời sinh viên chúng ta đi xe máy ấy, chúng ta sẽ đi qua cái đường này, qua cái đường Võ Nguyên Giáp này hoặc là qua cái đường quốc lộ 1 này. Thì ngày trước chưa có cái cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì chủ yếu là đi cái đường quốc lộ 1 này, kể cả xe máy hay là ô tô đều đi cái đường này. Và bây giờ về Hà Nam thì quá là tiện đường, cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội đi cực kỳ tiện đường. Và sau này cái nút giao Phú Tứ dự kiến trong năm 2025 sẽ hoàn thiện ấy, thì sẽ là một cái chương mới của Hà Nam. Đi từ Hà Nội về chỉ mất loanh quanh khoảng 40 phút rồi, rất là nhanh, đường thông thoáng, không bị ngập nước. Đi là đạp gọi là hết chân ga luôn, 120 km/h. Đường thì đang được mở rộng rồi, mở rộng thêm làn rồi. Đó là một trong những cái điều rất là ấn tượng. Và hứa hẹn Hà Nam sẽ thay ra đổi thịt từ giai đoạn từ 6 tháng cuối năm 2024 cho đến năm 2030, một cái chương mới của thành phố Phủ Lý nói riêng cũng như là tỉnh Hà Nam nói chung. Đó, chúng ta đang chạy ở trục đường 68m anh chị ạ. Trục đường 68m, xe máy xúc ở đây. 68 như anh chị thấy cái lòng đường đúng không? Cái lòng đường này nó chỉ rơi vào khoảng 7m. Hiện tại trụ chính quyền họ mới mở đang là khoảng 7m. Lòng đường mỗi bên khoảng 7m. Về hè thì họ mở rộng rồi nhưng mà cái lòng đường này, thì bây giờ cái giải phân cách cứng ở giữa này thì chủ tư đang có vẻ là, cái này thì không biết là do tỉnh làm hay là giao cho Sun Group làm, nhưng mà họ đang cắt toàn bộ cây đi rồi để làm, để có lẽ sẽ đánh cây đấy. Mình nhìn đào toàn bộ gốc ở phía dưới, anh chị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đào toàn bộ gốc cây thì mang đi rồi thì khả năng sẽ mở rộng cái tuyến đường 68 này, thực sự là sẽ rất đẹp. Thực sự là rất đẹp. Và thành phố Phủ Lý, đây sẽ là cái đường lớn nhất của thành phố Phủ Lý. Hiện tại thành phố Phủ Lý chỉ có cái đường Lê Công Thanh thôi, là ở trong trung tâm thành phố cũ là người ta hay đi cái đường đấy. Và tất cả những cái hàng quán lớn thì sẽ tập trung ở trục đường Lê Công Thanh, hoặc là cái trục đường mới thì ở cái đường Việt Đức ấy, thì gọi là đường Lê Duẩn, đường 42m thôi, chưa phải là rộng. Ở đây chúng ta có đường 68m, rất rộng, thậm chí là nuôi bò chạy mỏi chân luôn. Đó, bò ở đây, cả đàn trâu và đàn bò họ vẫn chăn ở đây, rất nguy hiểm, không làm nào được. Bò rất nguy hiểm anh chị ạ. Đó, đây là trục đường 68m, chủ tư đã không phải chủ đầu tư, không rõ là chủ đầu tư hay là do phía địa phương, thì đã cắt cây và sẽ di chuyển những cái cây này đi, để chắc là sẽ mở rộng cái đường này rồi chị ạ, chắc chắn rồi, họ đang làm rồi mà. Và anh chị nào đang quan tâm tìm hiểu về một sản phẩm của dự án Sun Urban City thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Em Vinh thì luôn luôn hỗ trợ anh chị 24/7 các dự án của Sun Group tại Hà Nam. Hiện tại chúng ta sẽ tiên phong với dự án thành phố thời đại Sun Urban City. Đó, đây là bùng binh pháo hoa chúng ta vừa đi lúc nãy rồi. Dự án Sun Group trải rất là dài, trải dài. Và đi ngược như vậy chúng ta sẽ về Go Hà Nam.
Và anh chị nào quan tâm về các sản phẩm của Sunroof tại Hà Nam thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Hy vọng sẽ tìm và tư vấn cho anh chị một sản phẩm để đầu tư, để ở hoặc là mua đầu tư kinh doanh với vị trí đẹp nhất cũng như là phù hợp nhất, đúng nhất với cái nhu cầu của gia đình nhà mình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại.